Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé Tại Hàn Quốc, bộ phim hẹn hò chuyến công sở sau hai tập đầu tiên lên sóng đã gây bão xứ Hàn khi số lượng người xem tăng vọt rating từ 5,7% lên tới tận 7,2% và hiện tại bộ phim cũng đang nằm vị trí số 2 trong top thịnh hành của Netflix Việt Nam Hẹn hò chuyến công sở, ngôn tình là đây chứ đâu Bộ phim truyền hình được phát sóng vào 10 giờ tối thứ hai và thứ ba hàng tuần của đài SBS hẹn hò chuyến công sở do đạo diễn Park Son Ho thực hiện. Han Son Hee viết kịch bản. Bộ phim được Kakao Entertainment sản xuất và đã chính thức lên sóng vào ngày 28 tháng 2 và mùng 1 tháng 3 sau khi bị rời lịch một tuần vì lý do ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Sau hai tập đầu tiên, bộ phim hài Lãng Mạn đã mê hoặc khán giả với những tình tiết siêu ngọt ngào, siêu hài hước cùng vì dụ đỉnh cao của dàn cát toàn trai xinh và gái đẹp. Đời truyền thể từ webtoon ăn khách và nổi tiếng cùng tên của tác giả Hê Khoa. Hẹn hò chuyến công sở là câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật chính, cùng có Kang Temu, An Hyo Sop, Shin Hari, Kim Se Kim Min Cha Sung Hoon và Jin Yong Seo, Seo Ina. Bộ phim mở đầu với bối cảnh cô nàng Harry đi xem mắt hộ cô bạn thân nhà giàu của mình là Youngseo. Chuyện chẳng ngờ tới khi đối tượng xem mắt lại chính là giám đốc mới của công ty cô, Kang Timu. Ở buổi gặp gỡ đình mệnh, Harry cố gắng khiến Kang Timu chán ghét từ bỏ, vậy nhưng điều này lại phản tác dụng. Chính cách hành xử buồn cười của cô lại là điểm khiến chàng giám đốc con nhà người ta này ấn tượng và phải lòng. Và ngay lập tức, Timu đưa ra quyết định chắc nịch là sẽ kết hôn với cô nàng. Chuyện tình oan xa ngõ hẹp chính thức bắt đầu. Vậy nhưng sự thật cũng không giữ được lâu. thêm mùi dù biết Shin harry không phải là chin Song Seo, vậy nhưng anh vẫn muốn ở bên cô và đòi lập một hợp đồng tình yêu. Từ đó, cả hai trải qua hàng loạt tình huống cười ra nước mắt. Ngoài ra, chuyện tình của cặp nhân vật phụ, Song Hun và Yong Seo cũng ngọt ngào không kém hai nhân vật chính. Họ vô tình va phải nhau ở cửa hàng tiện lợi và không ngừng nhớ nhung đối phương kể từ lần đầu gặp gỡ nhân vật siêu hồn là thư ký của Tề Mù và Young Seo lại từng là đối tượng xem mắt của Tề Mù. Chuyện tình cảm của cặp đôi cũng được dự đoán sẽ vô cùng thú vị trong những tập tiếp theo. Chuyện tình lãng mạn của một chaebon thế hệ thứ ba với một nhân viên nữ bình thường được truyền thông Hàn Quốc ví như câu chuyện cổ tích, cô bé lọ lèm. Câu chuyện chính hiệu ngôn tình, tình tiết dí dòng vui nhộn, sự thể hiện siêu đáng yêu của diễn viên. Chính những điều này khiến người xem phải bật cười, không thể nào dứt khỏi màn hình vì những chi tiết hài hước và độc đáo. Ngoài ra, cặp đôi còn khiến người xem cười ra nước mắt vì những màn tung hứng vào cạnh khóe đối phương cực kỳ duyên sáng. Hèn hò chấn công sở còn thu hút bởi vì rùa lẫn diễn xuất của sản cát đều đỉnh của chóp. Người xem cũng sẽ phải ngạc nhiên với màn vào vai vô cùng đỉnh của các diễn viên, phản ứng học giữa các tuyến nhân vật được thể hiện vô cùng hoàn hảo và rất tự nhiên. Chẳng hạn như tuyến tình cảm giữa Kim Min-kyu và Selena hay như tình bạn của Kim Se Chung và người bạn thân nhất của cô Seo Ina đều khiến những câu chuyện trở nên nhẹ nhàng và cũng vô cùng bánh cuốn. Điều đặc biệt khiến công chúng thích thú nhất đó chính là vi rùa của sản cát. Khán giả thấy được hình ảnh của một cựu thành viên IOI vào vai Shin Hari đáng yêu, lanh lợi và xinh đẹp, dễ dàng chiếm được trái tim của khán giả. Nam diễn viên An hyo Shop cũng đồn tim phái nữ bởi không chỉ lối diễn xuất mà còn là vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng, đúng chất con nhà tài phiệt. Ngoài ra, trang phục của diễn viên trong phim vô cùng ấn tượng, đặc biệt là thời trang công sở. Với những lý do này, Hẹn hò chốn công sở không chỉ được đánh giá sẽ là bộ phim truyền hình có thể mang tới cho khán giả tiếng cười sang khoái, sự dễ chịu. Ngoài ra, bộ phim còn là quân sư thời trang cho những ai đang mắc cạn trong việc mix trang phục. Ngoài các vai chính, dàn diễn viên phụ trong phim cũng đảm nhận các nhân vật vô cùng độc đáo và thú vị. Lý Đốc Khoa vò vai Kang Dae gu chủ tịch của một công ty thực phẩm và là ông nội của Kang Tae Mu. Bộ phim Hẹn hò chuyến công sở cũng đang được phát sóng vào mỗi buổi tối thứ hai và thứ ba hàng tuần trên Netflix. Hãy cùng chúng mình đón xem bộ phim và đừng bỏ lỡ tập phim nào nhé! Chúng mình là học phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!